Quảng trường Grand Place. Grand Place, Brussels là quảng trường nổi tiếng nhất ở thủ đô nước Bỉ. Nó cũng nổi tiếng trên toàn thế giới với tính thẩm mỹ cao. Grand Place được bao quanh bởi các tòa nhà bang hội, tòa thị chính và Maison du Roi. Grand Place là điểm đến du lịch quan trọng nhất và là điểm nhấn đáng nhớ nhất ở Brussels. Tại đây thường có rất nhiều sự kiện lễ hội hoặc văn hóa được tổ chức tại Grand Place như Noel, chợ hoa, các buổi hòa nhạc, vân vân. Tượng chùa bé đứng tè Manneken Pis, biểu tượng của thành phố Brussels. Đây là tác phẩm bậc thầy điêu khắc Jérôme Duquesnoy, được hoàn thành vào năm 1619, nhưng đến năm 1817 thì được thay thế chất liệu bằng đồng. Bức tượng này có thể không được coi là một kiệt tác nghệ thuật, nhưng cách mà người dân địa phương lưu truyền các truyền thuyết về nó cũng như những dịp lễ hội với sự góp mặt của tượng đã khiến mọi người cảm thấy vô cùng thích thú.